Yo, hello các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xem Shop. Đây là chuyên mục rửa xe. Video này muốn thông báo với các bạn, tụi mình đã thay đổi một chút xíu quy trình, thay đổi dung dịch, thay đổi cách rửa và thay đổi các hạng mục rửa thêm, và có cập nhật thêm cái rửa chi tiết, các loại dung dịch. Nói chung là bắt đầu cập nhật rất là nhiều rồi. Các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ qua Xem Shop nha. Ok, hello các bạn. Trên tay mình đang là sản phẩm Z1 đã được làm thành công sau rất là nhiều lần test ra mắt rồi nha. Giá bán hiện tại đang là 75k. Nếu như các bạn có nhu cầu rửa xe ở nhà, đã sử dụng nhiều loại dung dịch rồi nhưng mà không có được như các bạn mong muốn, thì có thể sử dụng thử cái Z1 của mình. Thì nếu như anh em nào mua mình rửa nhà, rửa xong thì làm ơn cho mình xin một cái feedback, ví dụ như là nó như nào đó, nó chưa đủ sạch, hay là như nào đó, các bạn cho mình xin một cái góp ý nha. Nếu như các bạn có nhu cầu mua sản phẩm thì liên hệ trực tiếp với Xem Shop nha. Và những anh em mà muốn mua số lượng nhiều tính bằng 100 lít thì có thể liên hệ trực tiếp với mình để mình sẽ có cái giá mà cho anh em làm dịch vụ ha. Thì nói chung là rửa xe thì các bạn đã biết rồi, mình cũng muốn quay cái video để mà thông báo với các bạn là hôm bữa là mình mới đóng dịch vụ rửa xe. Tại vì cái đợt mình rửa Sonat á, mặc dù là cũng bị anh em nói nhiều, nhưng mà sau khi mà mình thống kê lại trong 2 tháng mình rửa thì mình lỗ các bạn, lỗ rất là nhiều, cho nên là tạm dừng trong 1 tuần thay đổi, thì hiện tại đã thay đổi được rồi. Hôm nay quay lại để review cái dịch vụ rửa xe của shop mình ha. Đây là hiện trạng của xe, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu rửa luôn. Thì quy trình nó cũng không thay đổi nhiều đâu, nó chỉ thay đổi từ cái nhân sự của tụi mình thôi, và thay đổi các bước quy trình cũng là như lúc đầu. Đầu tiên là mình sẽ xịt xe. Do là mình rửa không chạm á, cho nên là mình vẫn xịt rất là kỹ. Mình xịt cái dung dịch không chạm vào trong tất cả những cái bề mặt chi tiết xe một cách kỹ nhất để nó sạch nhất có thể thôi. Vậy là mình đã rửa xong cái bước rửa xe cơ bản của Xem Shop, đó là xịt nước, xịt dung dịch, vệ sinh sơn nếu như mà các bạn có nhu cầu vệ sinh sơn, để dung dịch nó thấm rồi xịt nước lại thôi. Thì thay vì các bạn dùng dụng cụ các bạn ma sát ở trên chi tiết thì nó lâu, đôi khi nếu mà làm nhanh thì nó cũng sẽ không kỹ. Thật ra mình chọn cách là mình sử dụng cái vòi áp suất đủ mạnh để coi như là nó sẽ bắn luôn cái vết bẩn ra luôn, cộng với cái dung dịch làm mềm vết bẩn của Xem Shop nó sẽ tương đối sạch, cũng không dám nói là nó sạch nữa các bạn. Cũng khó để mà xác định nó sạch bao nhiêu lắm, cho nên là nếu mà anh em nào mà không cần một chiếc xe nó quá sạch á thì ok, có thể chọn dịch vụ rửa như thế này ha. Nó chỉ có 50.000 thôi, 50k là nó được về rồi. Thì hồi trước là mình không có lau xe, mình test rồi. Nếu mà mình sử dụng cái khăn đủ mềm, cái khăn mềm này để mà nó lau xe thì nó sẽ không có bị chày hay là không bị xước gì đâu. Với điều kiện là xe của các bạn nó không có quá nhiều nhựa nha. Có quá nhiều nhựa thì thôi mình sẽ cho nó tự khô, còn cái đít đó thì mình sẽ lau. Bên cạnh lau thì mình sẽ xịt khô công tắc cho các bạn. Bây giờ mình sẽ để cho nó khô, mà nó sẽ khô lâu. Xe khách mình mượn lấy quay luôn, thì khách đợi lâu thì bây giờ mình sẽ cho một bạn nhân sự làm cho nó khô. Mình sẽ quay lại cho các bạn xem coi là trước và sau khi rửa. Thật ra nó cũng tương đối thôi, các bạn cũng đừng đặt nặng vấn đề và nó siêu sạch quá. 50.000 thì như vậy là mình nghĩ là ổn rồi, nhanh gọn lẹ, các bạn có thể kiểu đi luôn, không có cần phải sợ là nó sẽ dơ lại. Nói vậy thì cũng hơi kỳ. Ok, thì với 50.000 mình nghĩ chất lượng như vậy là ổn. Tụi mình cũng có lời so với cái quy trình cũ là tụi mình gần như là lỗ luôn, lỗ rất nhiều luôn á. Lỗ mà nó tính bằng khoảng 50% luôn á. Mình nghĩ quy trình như này thì mình sẽ phục vụ được các bạn sẽ tốt hơn ha. Ok, bây giờ cho các bạn xem thành phẩm video.